Xin chào các bạn. Em chọn lối này, em chọn lối nào? Thị trường giảm nhiều quá thì relax một tí cho nó vui. Nhưng đây là cái ý tôi muốn nói trong cái clip hôm nay. Nhà đầu tư chọn lối nào? Nhà đầu tư chọn lối này thì đó là cái lựa chọn của nhà đầu tư. Nhưng trong thời điểm này thì chọn lối nào phù hợp nhất? Thị trường chứng khoán thế giới thì có lên có xuống, có tăng có giảm. Đặc biệt mấy ngày nay xanh, đầu tuần nay xanh nhiều hơn giảm. Nhưng chúng ta thì chỉ có một lèo là cắm đầu thôi, không có cái chiều hướng khác, chỉ có đỏ và đỏ 5-6 phiên liên tục rồi, và đỏ càng ngày nhịp độ càng mạnh hơn. Thì có lẽ có nhiều lý do nhưng mà thôi, không tìm nguyên do làm gì. Thị trường thì nó hay có cái tâm thần như là đó là muôn thuở rồi, và thị trường thì nó cũng đi kèm theo cái tâm lý nhà đầu tư, cái cảm xúc của nhà đầu tư và cái tâm lý bày đàn thì luôn luôn có. Hàng mấy trăm năm nay, từ khi có thị trường chứng khoán ở châu Âu và Mỹ thì đã có cái chuyện này rồi, thì chúng ta không bàn cãi gì nữa. Thì mọi cái so sánh định nghĩa nó đều nó không mang tính chất tương đối thôi. Thì mỗi một người chọn cho mình một cái chiến lược đầu tư riêng phù hợp mọi trong tình huống nào. Thì em chọn lối này hay là em chọn lối nào, một bài hát. Nhưng rõ ràng trong lúc này thì nhà đầu tư chọn lối này hay là chọn lối nào? Thì để nói về cái chuyện này thì tôi cho cảm thấy một cái mấy cái nó thú vị như thế này. Thị trường càng ngày càng giảm, nhưng giảm nhiều nhất ở cái nhóm ngành nào? Tại sao cuối phiên Bit ngân hàng đầu tư lại ló sàn, gần sàn, ga lại cũng lại sàn, dư bán sàn luôn, ga cuối phiên dư bán ra sàn luôn. Thì rất nhiều cổ phiếu tốt, đặc biệt là các bạn thấy là ga là giờ này đã vượt 41% kế hoạch cả năm rồi, 2018 rồi, một điều rất là hy hữu. Giờ này ga đã hoàn thành 9.082 tỷ 9 tháng, còn 3 tháng nữa, nhưng mà nó đã vượt kế hoạch của năm 2018 đại hội cổ đông giao là vượt 41% rồi. Như vậy hôm nay là ga lại sàn. Lý do tại sao? Có thể giải thích một cái lý do phổ biến nhất là margin quá cao. Các bạn vô cà phê ép, các bạn trang cà phê ép VN, các bạn gõ một cái chữ cổ phiếu ga thì thấy nhiều thông tin dữ liệu, trong đó cái thông trang bên phải ý, con chuột các bạn kéo dài xuống bên phải xuống có cái chữ là tỷ lệ ký quỹ. Tỷ lệ ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ là một cái mà cái trang dữ liệu này nó thống kê ra cổ phiếu ra được các công ty chứng khoán nào cho margin với tỷ lệ bao nhiêu. Thì các bạn thấy rõ ràng từ trên xuống dưới, chứng khoán Phú Hưng cho margin 30%, chứng khoán Việt Tin Bank chia 40%, chứng khoán Beta 40%, chứng khoán Rồng Việt cho 40%, chứng khoán Tân Việt cho 40%, chứng khoán ABET Thái Bình Dương cho margin 50-50. Có nghĩa là các bạn có 100 triệu thì vay thêm được 100 triệu nữa. Cái này là cao nhất của quy định của Ủy ban chứng khoán cho phép rồi. Dù có 1 tỷ thì vay được 1 tỷ nữa thành 2 tỷ. Chứng khoán Vietcombank cũng là 50-50. Dài dài hàng loạt, các bạn thấy rất là kinh khủng. 50-50 hết đối với cổ phiếu ga. Như vậy thì quá nhiều đi. Và thị trường nó giảm thì công ty chứng khoán lại short sell, short sell, ưu tiên thu hồi nợ trước và đẩy nhà đầu tư vào thế bị động. Đó là quy luật tất yếu rồi. Chúng ta vay thì có tài sản đảm bảo thì công ty chứng khoán sẽ xử lý cái tài khoản đảm bảo trước để thu hồi nợ, chứ không không có cách nào khác. Đó. Thì các bạn thấy ga là giảm rất nhiều, đỉnh điểm nó là 120, trăm hai mấy cổ phiếu, vì bữa nay mới giảm sàn còn 101. Thì cái đà này thì ngày mai có thể ai giữ một mình ơn cổ phiếu sell ga thì sáng mai có thể bị short sell nữa.
Khoan mặc gìn thì các bạn thấy là gọi là môi giới nó gọi hay là công ty chứng khoán gọi nhắc các bạn bán, các nhà đầu tư bán mặc gìn. Còn for sale thì cái từ này nghe có vẻ lạ, nhưng mà các bạn đã bị rồi thì sẽ biết for sale nghĩa là công ty chứng khoán có quyền bán luôn cái tài khoản của bạn, từ cổ phiếu trong tài khoản của bạn để thu hồi nợ. Đó là for sale là như vậy. Các bạn đầu tư chứng khoán thì nếu mà bạn đã bị for sale rồi thì nói vui là hôm nay là khỏi khỏi lo cái việc đó, để có cái bộ phận là quản trị rủi ro của công ty chứng khoán nó bán giùm ra. Các bạn khỏi bán mất công ha. Và các bạn khi họ đã bán, đặt lệnh bán rồi, bán ATO hoặc là bán ATC hay là bán trong giờ rồi, thì các bạn lúc đó cũng không có cái quyền can thiệp và hủy cái lệnh bán nữa. Đó, cái quyền của họ là cao hơn cái quyền của bạn. Đó là gì? Do cái hợp đồng margin lúc ký họ đã đưa ra cái điều khoản rồi. À, dù cho vay 50-50 nhưng mà khi cái tài khoản của bạn còn có 30 thôi thì công ty chứng khoán sẽ cảnh báo, và còn tài khoản của bạn còn 25% thôi thì công ty chứng khoán đang cho vay 75%, thì lúc đó là cái lệnh short sale nó xuất hiện, là họ bán đi bớt để đưa cái tài sản nó giảm xuống và cái tỷ lệ tiền của bạn nó chiếm hơn 25%. À, phổ biến nhất hiện nay là coi như là khoảng chừng 30% là họ là call margin, còn 25% thì họ short sale trực tiếp trên trên cổ phiếu, trên tài khoản của bạn, của các bạn. Thì đó là nói về cái nguyên tắc như vậy để các bạn biết thế nào là call margin và short sale. Nhưng rõ ràng nó đau đớn cho các nhà đầu tư là cổ phiếu tốt, cổ phiếu vượt kế hoạch lợi nhuận của năm nhưng vẫn bị bán giá sàn mà bán không ai mua cuối phiên này. Rất là cay cú và đau đớn như vậy. Đó là những cái các bạn không chủ động được cái tài khoản thì công ty chứng khoán sẽ họ sẽ chủ động họ thu hồi vốn. Và thị trường càng các bạn thấy một cái điều rất là phổ biến trong tuần này, từ thứ hai đến thứ ba, thứ tư phổ biến nhất, buổi sáng thì khéo xanh xanh lên, lúc đó họ chưa có short sale, cái lệnh short sale nó chưa chưa nhảy vào, nhưng đầu giờ chiều 1 giờ 1 giờ 15, 1 giờ rưỡi 2 giờ là cái lệnh short sale hoặc là call margin, hay là chờ từ sáng tới chiều nhưng không không giải quyết được tình hình, tức là thị trường không lên nổi thì đầu giờ chiều là lệnh short sale xuất hiện. Nhiều khi thị trường nó càng giảm rồi thì nó tạo một cái vòng vòng xoắn ốc, là nó lặp lại gây cái hiệu ứng đổ đổ dồn, và càng ngày càng bị short sale nhiều là như vậy. Thì tới một lúc nào đó thấy giá rẻ quá và đi quá đà thì cái lòng tham một số cá mập rồi mới đủ tiền nhảy vào, hoặc là nhà đầu tư bên ngoài mới nhảy vào vào bắt đáy, thì lúc đó mới là thực tế lúc đó thì những người short sale đã trắng tay rồi, đã cháy tài khoản hết rồi. Nó khổ là như vậy, nhưng có một cái hướng đi mà tôi thấy rất hay thì các bạn chú ý, tại sao là trên chủ chỉ số VN Index hôm nay là giảm, chỉ số VN Index hôm nay là giảm 16,95 điểm, nhưng chỉ số Upcom chỉ giảm có 0,5 điểm. Thì nói đúng hơn là phần trăm á, thì chỉ số VN Index giảm gần 2%, 1,8%, còn chỉ số trên sàn Upcom giảm chỉ 0,5%, 1%. Và cái đó các bạn bấy biết nó tương đứng với cái tỷ lệ margin đấy các bạn. Tương ứng cái tỷ lệ margin đó các bạn, nghĩa là trên sàn Upcom hiện nay là chưa đủ điều kiện cho margin. Thì các bạn thấy nếu mà các bạn nào đầu tư trên sàn Upcom, các bạn thấy rất là vô tư như vậy, chả ai bán gì nhiều, cổ phiếu màu tím màu xanh cũng lác đác đầy trên sàn. Có những đoạn các bạn cũng biết rất nhiều cổ phiếu màu 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 tím trên trên sàn Upcom, màu xanh trên sàn Upcom. Đó là cái hướng đi mà những nhà đầu tư chân chính, những nhà đầu tư có bài bản, có căn cơ, người ta đang đang đi hiện nay. Và các bạn biết thì cái thị trường chứng khoán, tại sao nước ngoài họ mua nhiều trên 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 cái sàn Upcom gần đây, những cổ phiếu tốt là như vậy, họ tránh bị xáo động bởi cái cuốn theo cái guồng máy. Như vậy thì các bạn biết được nhiều cổ phiếu tốt họ làm ăn vượt kế hoạch chỉ tiêu. Bây giờ tôi nói các bạn đấy, cái ngành thủy sản là bây giờ là rất nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch chỉ tiêu cả năm hết rồi đấy. Gần lớn phần lớn là như vậy, là kế hoạch họ đưa ra là nó không có những kế hoạch mà cuối năm nó tốt như vậy. Thì thủy sản là vượt kế hoạch nữa rồi, dệt may cũng 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 vượt kế hoạch rồi, rất nhiều công ty dệt may anh em biết đã vượt kế hoạch rồi. Thì nhiều ngành nghề khác cũng đã vượt, các là chăn nuôi nông nghiệp cũng đã vượt các kế hoạch cả năm rồi. Đặc biệt như ga thì các bạn biết đổ lỗi là giá dầu giảm, ga thì chẳng ứng gì, giá dầu ga đang vào cái mùa đông
là cái mùa tiêu thụ giá ga mùa đông ở châu Âu và một số nước thì họ tiêu thụ ga nhiều, và ga các bạn thấy ở Việt Nam mình mới mới đầu tháng rồi, mà tháng 10 ga cũng tăng mười mấy ngàn một 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 bình ga 10 12 kg. Như vậy là ga không lý do gì nó giá dầu giảm, là quý 4 này là mất doanh thu, hay là kỳ vọng quý một năm sau mất doanh thu, mà ngược lại quý 4 là mùa đông là ga rất tốt. Chỉ có một lý do duy nhất là tôi nói các bạn là giải thích là do margin thôi. Như vậy cái hướng đi của nhà đầu tư hiện nay là trở bộ, có nhiều hướng đi, có cả ngàn cả triệu cái cách hướng đi, cách đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đó, một số bạn nhanh chân thì có kinh nghiệm môi giới hay là ra thì bây giờ nhảy sang cái phái sinh. Phái sinh hiện nay là hôm nay là một cái phiên lập kỷ lục nhất cái phái sinh, trên 160.000 170.000 cái hợp đồng được trao tay. Vậy là nhà đầu tư đã chuyển sang cái phái sinh, và là có một cái điều tôi phải nhắc đến các bạn biết là từ khi có phái sinh xuất hiện thì thị trường chứng khoán Việt Nam có cái sự đánh võng hơn nhiều hơn và gần giống với chứng khoán Mỹ. Các bạn nhìn chứng khoán Mỹ các bạn thấy năm nay nó vòng xuống 24.000 lên 26.000 hai lần, lần này có thể là lần thứ ba rồi, và chứng khoán Việt Nam cũng bắt chước như vậy. Đó là do họ một số tay chuyên, một số cao mập họ tận dụng được cái thị trường xấu, tâm lý nhà đầu tư nó bị đát, họ trận trước họ đánh đánh vọng xuống, và khi thị trường càng xuống thì họ càng cổ vũ để cho cái thị trường xuống họ, và họ kiếm 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 lợi nhuận. À, như vậy thì bạn nào nếu có kinh nghiệm, có khả năng bám sàn, có những cái trình độ nhất định, có cái năng khiếu nhất định thì có thể chuyển sang một cái hướng này trong thời gian ngắn cũng là một một cách. À, rồi cách đứng ngoài quan sát để theo dõi tình hình rồi chờ thời cơ bắt đáy cũng là một cách ha. Rồi bây giờ cách đi vào những cổ phiếu là đầu tư từ căn bản, đầu tư giá trị, đầu tư lâu dài, khi cơ hội nó xuống chọn những cổ phiếu tốt, mỗi phiên xuống mua một ít, mua một ít, rải vô mua một ít cũng là một 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 lối đi, cũng là một cách. Nhưng lối đi tôi thấy rất là phổ biến nhất là các bạn cũng có một cái lý, các bạn nên chọn cổ phiếu tốt trên sàn Upcom hoặc một số cổ phiếu mà các công ty chứng khoán cho cái tỷ lệ margin rất là ít, rất ít. Các bạn dò vào đây, say dò vào bên đây, gõ một mã nào nó tốt mà nó rơi vào những cái điều kiện tình hình hiện nay là margin ít thì có thể các bạn sẽ núp bão trong thời gian này, không ảnh hưởng đến tài khoản. Thì đó là một một cách, một cái hướng đi của nhà đầu tư thôi, ai phù hợp với cách nào. Nếu không có thời gian để biến động tài khoản thấy nó nhót ruột quá thì những cổ phiếu tốt đó, các bạn nghiên cứu những cổ phiếu bên này ít bị margin, thanh khoản thấp cũng được. Thường những cổ phiếu thanh khoản một phiên trung bình, một phiên dưới 100.000 cổ phiếu thì gần như không có công ty chứng khoán nào dám cho margin 50-50 đâu, chỉ có vài 30% trở lại là nhiều, thậm chí không cho margin. Thì đó là cái hướng mà các bạn thấy nó ổn định cái tài khoản và bớt cái lo lắng, bớt cái tối cái gì các bạn ngủ khỏi khỏi lo mất tài sản. Thực tế chúng ta nghĩ là nếu chứng khoán mà đầu tư dài hạn thì mất bằng tiền tươi thóc thật của chúng ta thì mất chỉ là mất ảo thôi, nó xuống mặc kệ rồi sẽ có lúc nó lên hoặc nó xuống. Thì giả sử như chúng ta mua một cổ phiếu giá 30.000, cổ tức nó 30% một năm, thì bây giờ mà nếu mà nó về 20.000 chúng ta không có tiền mua thêm thì lúc đó người ta vẫn chia cổ tức 30% một năm, thì nó 30% đó trên cái mệnh giá chứ không phải là trên cái thị giá. Nên các bạn cứ yên tâm, cổ phiếu mình đang đang giữ mà mua 30.000, bây giờ về còn 20.000 mình không bán ra thì mình vẫn hưởng cổ tức là 30% chẳng hạn. Cái cổ tức là người ta đã chia theo cái mệnh giá rồi, không phụ thuộc vào thị giá. Còn nếu mà các bạn đã lỡ mua 30 ngàn một cổ phiếu, khi nó về 20 ngàn thì có tiền nộp thêm, mua thêm giá 20 ngàn cũng được, hoặc nó về 15 các có tiền nộp tiền thêm, mua mua thêm giá 15 ngàn cũng được. Đó là cái cách mà các bạn đầu tư bằng cái tiền tươi thóc thật, an nhàn theo thời gian. Nếu mà một cổ phiếu mà thị giá nó 30 ngàn, các bạn mua 30 ngàn cổ tức 10% 30% một năm thì đã là gấp rưỡi cái tiền gửi tiết kiệm hiện nay rồi. Đó là tôi nói là theo thị giá nha. Còn còn theo cái mệnh giá 10.000 đồng thì nó gấp rất nhiều lần tiền gửi tiết kiệm. Như vậy thì các bạn theo một cái hướng đó, nó biến động gì kệ đó, chúng ta không có thời gian, thậm chí
không không xem bảng điện. Còn khi nào thị trường nó sôi động thì có thể dùng 20%, 30% margin. À, dù các bạn có 100 triệu thì margin thêm 20 triệu nữa thành 120 triệu, mà 20 triệu đó để mua, để lướt sóng khi thị trường nó sôi động thôi. Còn cái nền các bạn giữ là một ngàn cổ phiếu Minh Phú chẳng hạn, một nghìn ngàn cổ phiếu Vĩnh Quang chẳng hạn, thì nó vẫn còn 1.000 quanh năm. Khi thị trường nó sôi động thì lên, thì các bạn có thể là mua thêm 200 cổ phiếu nữa thành 1.200, và các bạn sẽ có thể bán ngay trong phiên 200 cổ phiếu có sẵn để kiếm kiếm lãi, hoặc là một vài tuần sau bán 200 cổ phiếu có sẵn nếu cái trend nó đang tăng. Thì đó là cái cách mà các bạn vẫn có thể lướt sóng kiếm tiền cà phê với một cái tỷ lệ margin 20-30% trên một cái tài khoản cái nền có sẵn như vậy. Đấy, ở đây là tôi nói là một cái hướng hướng đi, mà cái hướng đi nó rất là bền vững. Các bạn quanh năm suốt tháng chỉ đầu tư một cổ phiếu, hai cổ phiếu hoặc là ba cổ phiếu tốt mà các bạn là nghiên cứu kỹ thôi. Và thậm chí nếu mà thị trường nó không sôi động thì cổ phiếu này càng ít thanh khoản càng tốt, trên sàn upcom cũng được, nhưng nếu các bạn hiểu hiểu rõ nó như vậy. Đó là những cái cách cách hướng đi của từng người. Em chọn lối này hay là em chọn lối nào, đó là tên một bài hát, nhưng mà cách mà tôi nói các bạn, nhắc các bạn bảo toàn trong tình huống hiện nay. Còn với việc cái tình hình mà phái sinh nó đang đang phát triển khủng khiếp như hiện nay, thì một số cá mập, một số tai to, thậm chí một số cá mập biết được cái tỷ lệ margin ở các công ty chứng khoán lớn nó đang cao và call margin và chuẩn bị short sale rất cao, thì họ sẵn sàng họ 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 đầu cơ giá xuống. Đó là cái quyền của họ. Thậm chí họ có thể là lợi dụng một số cái mạng xã hội, một số một cái trang báo lá cải để họ họ tìm lợi nhuận trên trên phái sinh đánh xuống. Đó là cái cũng một cái cách quyền của các bạn phải 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 cẩn trọng hiểu được cái chuyện đó. À, thì như lần rồi lần trước các bạn biết thì phái sinh nó làm của thị trường lên cơ sở trao đảo xuống hụt 900, thì Ủy ban chứng khoán đã nâng cái tỷ lệ dự như là ký quỹ của phái sinh từ 10% lên 13%. À, đối với trung tâm lưu ký, thì nếu tình hình hiện nay mà thế giới người ta bình ổn hết, mà trong nước mình cứ lũ xuống mãi hoài cái này, phái sinh mà càng tăng ầm ầm kiểu này, tính 99-98% toàn tài khoản cá nhân đánh ầm ầm kiểu này, thì tôi cũng có một cái suy đoán hay có thể là cái tình hình nó không ổn định cho cơ sở, thì ký quỹ của phái sinh có thể sẽ được được nâng lên nữa. Tại vì nó cơ sở là nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ các bạn, từ cái kết từ doanh nghiệp kinh doanh, từ nhà đầu tư chân chính, từ mọi cái ảnh hưởng cái tư duy của những người lao động sở hữu cổ phần cổ phiếu. Người ta là những người công nhân, những người cán bộ đang làm việc có tài sản, một năm người ta hưởng được có chừng vài ba trăm triệu tiền lương. Trong đó cái cổ phiếu ESOP người ta nằm ở chỗ Vinamilk, FPT hay gì, nó tiền tỷ trong đó. Nhưng mà nó giảm kiểu này thì người ta mất đi chừng nữa vài ba trăm triệu, nó hơn cả tiền lương của người ta, thì ảnh hưởng cái tư duy làm việc của người ta. Thì đó là cách mà cái một số cái hướng cái đó, thì bắt buộc là cái người ta phải có cái hướng để bình ổn cái thị trường cơ sở trước, để nó ổn định cái doanh nghiệp rồi tất cả các thứ đi kèm theo. Thì đó là một số cái tôi nói trong cái khả năng cái dự đoán của mình, để các bạn có cái hướng, có cái hướng đi, cái lối riêng để mình chọn tất cả. Không phải trên thị trường này có một cách duy nhất là đầu tư giá trị hay là đầu tư tăng trưởng hay là đầu tư lướt sóng T cộng, mà có rất nhiều cách. Chọn lối nào, em chọn lối nào, em chọn lối này nếu lối đó là thích hợp với khả năng của em nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.